Và thưa cô chú anh chị, tiếp nối chương trình, Tài Đăng Tài hân hạnh giới thiệu cùng quý vị với tiếng hát của đôi nghệ sĩ rất là duyên dáng mà anh chị ta đã từng là diễn viên chính của rất là nhiều đoàn cải lương, điển hình như là Dũng Tàu 1, Nhân Dân Kiên Giang, Sông Bé 2. Và hôm nay một lần nữa Tài Thiên Tài xin tất cả cô chú anh chị hãy chào đón một tràng pháo tay thật dài với đôi nghệ sĩ Thanh Hải và Thúy Hằng. Linh Hải và Thúy Hằng xin trân trọng kính chào tất cả quý anh quý chị có mặt trong ngày giỗ ba của danh cầm Văn Hải. Lời chào, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Anh em đã giới thiệu nhiều quá. Giờ để giúp vui trong ngày kỷ cơm của ba của anh Hải, sau đây Linh Hải cùng với Thúy Hằng xin gửi tặng cho quý quan khách với một lớp kích đoàn cải lương được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Xin mời quý quan khách cùng thưởng thức. Thúy Hằng xin kính chào quý quan khách, lời chào trân trọng nhất. Giọt buồn nào rơi trên chốn cao, sâu theo gió mưa giăng giăng khắp trời. Lòng ta thương đau biết mấy cho chưa, mai một chi sao ôi vàng hương đời. Đường về mong cô thôi cũng xa từ đây, thương như thôi một người. Từng giọt buồn nào rơi trên chúng giọt nước sâu. Dạ thưa tiểu thư. Kì, nhà ngươi là ai mà tay mang xì xích và chỉ nón che phủ cả mặt mày? Dạ thưa tiểu thư, tôi được lên đến đây để đưa tiểu thư về Móng Cổ. Về Móng Cổ? Không, ta không về Móng Cổ. Người hãy đi đi. Dạ thưa tiểu thư, tôi không dám cãi lệnh của giang phu trưởng. Nhưng nếu ngươi cãi lệnh ta thì ngươi, ngươi sẽ nhận lấy cửa thành kia cô thập xuyên. Dạ không, tôi chỉ là tên mà phu trong đoàn quân Ngô Tống tiểu thư lên đường về Mong Cô. Ngựa đã thẳng nghiêng cương sẵn sàng chờ đợi lính người đang cuối, mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đường. Thật xuyên, trời ơi, đường quát xa. Lệnh hầu hạ tiểu thơ thì tôi phải cố gắng lo tròn bổn phận, cho nên khi tiểu thơ về đến quê hương thì tôi mới mong con biết cánh cổ đại đau khổ. Tôi phải trở về Móng Cổ, không biết rồi đây tôi có còn gặp lại người xưa. Định mệnh đã chia xa đôi ngả đôi đường, khi gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm tôi. Để cho tôi gặp lại khuôn mặt người tình mà kể tôi nghe những niềm thương
vợ chồng trong tay cao đó là tay của anh sao chứ. Kiều, em hãy mau thu xếp hành trang về Mông Cổ. Không, em không về, em không về Mông Cổ. Nếu tiểu thơ còn thương xót dạ, cuộc ơn. Đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại quê. Cụ thật xuyên trời ơi. Xuyên vào trong đi Thiên Kiều. Dạ. Tại sao anh ra đây anh thấy em khóc? Họ đã đi rồi. Người đó là ai? Linh Hải phải không? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Mới gặp lần đầu? Mới gặp lần đầu vậy người ta vừa bước ra đi em lại khóc. Chứ còn anh sống bên em từ thuở ấu thơ. Chứ sao? Thiên Kiều, nếu như vắng em rồi anh biết phải làm sao đây? Chưa sao ơi, yêu nhau là có tội phải không anh? Không đâu em, yêu nhau không bao giờ có tội. Có ai không á? Em hỏi ông thầy anh nè, anh Minh Tuấn sẽ biết liền à.
Nhưng anh Minh Tuấn bảo rằng Kiều ơi, anh muốn nói tiếng yêu em từ 7 năm qua, nhưng anh vẫn còn ôm ấp mãi trong tim. Nhưng đến giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để yêu nhau kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ em ra uy chưa bao giờ khiếp sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. À, Khách Thiên Kiều nhìn áng mây trôi lòng cũng sắt sẽ buồn, lòng dũng tướng chợt nghe mình yêu khi một lần đối diện với tình. Đã từ lâu rồi anh muốn nói với em là anh đã ráng ta hai câu nữa mày. Dạ, chưa sao đã sao anh? Anh đã yêu em hả? Ráng lên Thanh ơi, anh yêu đứa em ruột của anh sao? Em đâu phải em ruột không? Anh điên rồi, anh điên rồi phải không? Phải, anh đã điên về mười mấy năm qua anh muốn nói tiếng yêu em nhưng anh chưa một lần dám nói. Nhưng để đến ngày hôm nay không còn gì nữa cả, cái ai kia giảm chân lên và chân em bồi xóa màu.
chưa sao ơi. Em là em ruột của anh mà. Anh đi rồi, anh đi rồi phải không? Em không phải là em ruột, anh nghe nói ra đây mới là sự thật. Sao biết bao nhiêu anh muốn gào to lên rằng yêu em ta tiếc, vì giữa chúng ta không còn trong máu huyết. Từ thuở xưa xanh mình đã khác biệt, tôi luôn không biết rồi đây có còn gì lại với nhau hay mình lại phải ngàn trùng xa cách. Có mùa xuân cứu mẹ chân trời xa vắng, mời Tân Lợi. Cảm ơn liên khúc cười tình trên chiến trận của nam nghệ sĩ Linh Hải, nam nghệ sĩ Ngân Giang và nữ nghệ sĩ Thúy Hằng.